Năm 2020 này, ngày của mẹ sẽ rơi vào ngày 10 tháng 5, tức là Chủ nhật tới đây. Các bạn đã chuẩn bị quà gì cho người phụ nữ quan trọng nhất đời mình hay chưa? Nếu mà chưa thì Hà sẽ gợi ý một vài món đồ điện máy giá dưới 5 triệu đồng để tặng mẹ nha. Nhưng mà chờ xíu, Hà sẽ dạo quanh một vòng thị trường xem có gì mới không nhé. Hai mẫu TV LG OLED xịn cả trăm triệu của năm 2019 là dòng E9 và C9 cỡ 65 inch, tới nay chỉ còn gần nửa giá tại điện máy xanh. Nếu các bạn muốn có trải nghiệm hình ảnh cao cấp và tính năng thông minh, không ngại năm sản xuất thì những mẫu này rất đáng đồng tiền bát gạo. Mới đây, LG đã trình làng TV OLED lớn nhất thế giới ZX Series 8K 88 inch giá hơn 800 triệu. Thiết bị này được trang bị vi xử lý thông minh Alpha 9 Gen 3 8K, loa công suất 60W, tích hợp micro để dùng với Google Assistant và hàng loạt công nghệ tiên tiến khác. Edan Foldable Fan, quạt đa năng vừa ra mắt của Xiaomi có thể thay đổi kiểu dáng và có tới 3 công dụng tiện lợi: tạo độ ẩm, lọc không khí và quạt. Ngoài ra nó còn có thể hoạt động không dây. Thiết bị này đã có mặt tại thị trường Trung Quốc nhưng giá bán chưa được công bố. Ngày 8 tháng 5 tới đây, Xiaomi sẽ giới thiệu trực tuyến một thiết bị dành cho thị trường Ấn Độ, có thể biến TV bình thường trở thành TV thông minh. Đó có thể là một chiếc Mi Box thế hệ mới hoặc một thiết bị có tên gọi là Mi TV Stick. Có tin đồn Google đang chuẩn bị cho một sự thay đổi thương hiệu từ Android TV thành Google TV. Điều này có thể diễn ra một cách âm thầm như những gì đã làm gần đây với một số sản phẩm của họ như Hangouts Meet, Android Message, Android Pay. Thực ra thì các bạn muốn tặng quà gì cho mẹ và bất cứ lúc nào cũng được chứ không cần phải chờ đến ngày của mẹ đâu. Nhưng mà những ngày như thế này sẽ như một cột mốc để các bạn có thể ghi nhớ sâu sắc hơn và món quà cũng thêm phần ý nghĩa. Vậy thì đối với những thiết bị điện máy, món đồ nào thích hợp làm quà mà giá thì dưới 5 triệu đồng để nhiều người có thể tiếp cận? Hà có một vài gợi ý, đầu tiên đó là máy lọc nước. Có một chiếc máy lọc nước trong nhà có thể giúp cho các bà nội trợ bớt đi một phần công việc như là đun nấu, trữ nước và lúc nào cũng có sẵn nước sạch để mà uống, nấu ăn. Và với giá tiền chưa tới 5 triệu đồng, đã có rất nhiều lựa chọn cho một chiếc máy lọc nước công nghệ RO dành cho bạn đến từ các thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay như là Toshiba, Kangaroo, Sennheiser, Karofi, kiểu thì có kiểu tủ đứng và kiểu lắp âm. Gợi ý tiếp theo là một thiết bị nấu bếp đang rất được quan tâm hiện nay, đó chính là nồi chiên không dầu. Như các bạn cũng biết thì lợi ích lớn nhất của loại nồi này đó chính là hạn chế được dầu mỡ, rồi nó còn đơn giản hóa được việc nấu ăn bởi vì chúng ta không cần phải chuẩn bị quá nhiều dụng cụ mỗi khi nấu. Như vậy thì mẹ sẽ đỡ tốn công lau chùi dọn dẹp, đồ ăn vẫn ngon và đảm bảo cho sức khỏe. Thiết bị này không cần có số tiền gần 5 triệu đâu mà chỉ khoảng cỡ 1 đến 2 triệu, trừ khi bạn lựa chọn loại cao cấp 4-5 triệu của Philips chẳng hạn. Mẹ ở nhà lo nội trợ cho cả nhà rồi thì cũng cần thời gian để mà nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí đúng không? Và nếu như các bạn đã có TV rồi thì không sao cả, mua thêm một chiếc để trong bếp cho mẹ xem. Và với chức năng tìm kiếm bằng giọng nói thì mẹ có thể dễ dàng tìm kiếm được những video yêu thích trên YouTube, có thể vừa nấu ăn, vừa coi ca nhạc, cải lương. Một số mẫu TV có tìm kiếm bằng giọng nói mà giá dưới 5 triệu đồng thực ra thì cũng không nhiều. Chỉ một vài lựa chọn đến từ Casper của Thái hay là Sanco của Việt Nam. Nhưng mà với nhu cầu kể trên thì hoàn toàn có thể đáp ứng được. Ngoài ra thêm một lựa chọn khác, nếu nhà bạn đang sử dụng TV thường thì có thể lên đời thành Smart TV hay là mua thêm Android TV Box giá khoảng 1 triệu rưỡi. Gợi ý thứ tư Hà đưa ra đó chính là máy giặt. Không cần phải bàn gì nhiều về thiết bị này. Tuy nhiên vấn đề là giá dưới 5 triệu thì mình có những cái lựa chọn nào? Ví dụ tại điện máy xanh có các loại máy giặt khoảng cỡ 7-8 kg. Giá này thì có những mẫu lồng đứng từ Toshiba, Aqua, Sharp, TCL. Nó là tặng cho nó thêm phần ý nghĩa thôi, chứ mà có máy giặt thì các bạn sẽ tự giặt đồ luôn. Mẹ khỏi giặt dùng là đỡ cho mẹ nhiều lắm rồi. Và máy lọc không khí sẽ là gợi ý thứ 5 trong video này. Máy lọc không khí sẽ giúp giữ lại bụi bẩn, nấm mốc, lông thú, giúp cho không khí trong nhà luôn được sạch sẽ, thoáng đãng, đảm bảo sức khỏe cho mẹ cũng như là bớt được phần nào công việc lau dọn nhà cửa. Với số tiền dưới 5 triệu đồng thì những chiếc máy lọc không khí này khá là đa dạng về mẫu mã, thương hiệu như là Xiaomi, Daikin, Kangaroo, Sharp và gần đây còn có cả Samsung mới bước chân vào thị trường này nữa. Ngoài việc có thể là lọc được bụi mịn PM2.5 ra thì một số mẫu còn có thêm khả năng là bắt muỗi và điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại. Còn một điều sau cùng Hà muốn nhắn nhủ với các bạn đó là có quà thì mẹ sẽ rất vui, nhưng mà trên hết hãy luôn yêu thương mẹ từng ngày từng giờ nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi số 8 điểm ở tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo. Bye bye.